Gian hàng phục vụ các loại nước uống và thức ăn do năm cô giáo ở xã Vĩnh Sương hùng vốn lại để mở. Đồng lời kiếm được, các cô gom lại để giúp người nghèo hoặc học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phiên chợ, các cô kiếm lời khoảng từ 1 triệu 500 ngàn đồng trở lên, tùy theo buổi bán được nhiều hay ít. Tụi em bán là chủ yếu là gây quỹ từ thiện. Nhóm em muốn sắp tới là bán đắt hơn, đặng có tiền thật là nhiều, đặng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Chủ khu vườn sinh thái, nơi tổ chức phiên chợ ẩm thực vùng biên cho biết, tổ chức phiên chợ để bà con vào đây trưng bày, mua bán trên mô hình đã định sẵn và không thu khoản phí nào. Người bán chi trả 40.000 đồng cho những người làm vệ sinh, thu gom rác vào cuối phiên chợ. Nếu bà con nào khó khăn thì được miễn phí luôn khoản này. Chủ yếu là vui vẻ là chính, với muốn cho cái chỗ mình ở đây là có cái điểm vui chơi cuối tuần và một cái nơi mà để cho bà con được chỗ vui chơi và buôn bán thì phát triển thì em mừng rồi. Phiên chợ ẩm thực vùng biên hiện có tất cả 70 gian hàng, hoạt động từ 10 đến 20 giờ vào ngày chủ nhật hàng tuần. Phiên chợ là mô hình tái hiện lại nét khung cảnh chợ quê xưa với đầy đủ các món ăn dân dã truyền thống do bà con nông dân chế biến. Cũng rẻ, phong phú, bán cũng nhiều món, đa dạng. Nhằm để mà quảng bá hình ảnh của Phú Lộc nói riêng, của Tân Châu nói chung, cũng như là tạo công ăn việc làm, đặc biệt là thu hút cái các cái dịch vụ mua bán, kể cả là cái nhu cầu về tinh thần của bà con. Mỗi tuần, phiên chợ này thu hút trên 2.000 du khách các nơi về tham quan. Các vị khách đến đây để tìm lại hương vị ngày xưa với những món ăn do chính tay mẹ hay ngoại mình đã nấu. Bên cạnh đó, hoạt động cũng giúp các cô giáo nơi đây có thêm đồng lời, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn.